Đây à, ăn đi. À còn chân chân gà đâu? Anh mày đầy tiền nhưng anh mày rút hết vào bóng rồi. Hết rồi. Cho nó nhặt thiếu à? Kìa, ai ngủ, mua? Thì tao ngủ dậy đúng lúc, thế không cho tao ăn gì? Không ăn cũng đã ăn rồi, đâu cũng rồi. Em thấy nhà kia đang khai thác con đực. Cái gì ạ? Thế 300 á? Ôi, vâng. Ừ. Ai bảo cho chúng mày đi mua chịu, chúng mày ký sổ tao à? Đâu? Ừ, đâu? Sao rồi? Công hậu cho mọi người. Cuối cùng nó cho mọi người. Mình... Kéo con nó có mua cho mọi người. Kéo đây không? Chẩu với mọi người. Ê, thôi, tôi không làm vào vấn đề luôn. Thì anh em ạ, mấy hôm nay thì mình cũng vừa về, thì hôm nay mình lên. Đấy, thực sự là... Nói chung mấy em đang ngồi câu chuyện, gọi là bàn để... một tí vấn đề này, nhưng mà tôi thì tôi cũng đang mất buồn mồm anh em ạ. Đấy thì tôi ra thì bây giờ anh em tôi thì nói chung bây giờ là quan hồng ngọc ra mua rồi đấy anh em ạ. Thì các dịch vụ bộ ông tưởng tượng đâu đấy anh em ạ. Thế giờ thì thôi thì tôi sẽ ba đấy, à ba thằng em của tôi đấy. Thì bây giờ là ba thằng mày, anh giờ anh đang rất thèm ăn đồ vặt ở dưới quán nhà cái cô ấy này, già thì còn đòi ăn. Đây, tạt anh em tạt cái viên này. Đấy, bây giờ nghe các bác nói là bây giờ ba thằng sẽ xuống đấy mua, biết chưa? Xong rồi mua về đây, mua nhiều vào. Xong rồi ký sổ, biết chưa? Ký tên là combo, biết chưa? Xong rồi để tí, nói chung là chúng mày không phải trả tiền, biết chưa? Đấy, chúng mày xuống đây, chúng mày mua, chúng mày thích ăn cái gì thì mua hết về đây. Còn nói chung không phải thích ăn, mua đồ hết ăn vặt về đây. Cả anh em cho bố, bố Ngọc Nam Mô. Chuẩn, đấy, biết chưa? Xuống, nhanh lên. Làm ai cũng làm, có sai đúng mày không? Đấy mọi người nhá, thì ba anh em tôi đang đến quán Tâm Hóa rồi nhá. Bây giờ ba anh em tôi vào trong này thì gọi là chọn đồ. Đấy, thích được cái gì thì chọn cái đấy, nhưng mà tí nữa ký sổ tên bố em là được rồi. Đấy. Bây giờ để vào trong này gọi là có cái gì thì nhặt nhặt cái đấy anh em ạ. À. Đấy. Lấy gì đây? Mua mạch, lấy ít mua mạch về. Mua uống. Bia à? Thôi bia mình không uống được. Bia là nhà mình có rồi. Đấy. Ơ chị ơi. Ôi cho em một ít đồ nhá. Một gì? Lấy nhiều nhiều ạ. Lấy cái lấy gì cho được nhỉ? Lấy hết quán đi nhỉ. Đằng nào? Ơ, đằng nào bố Ngọc mình chẳng trả tiền à? Tí nữa chị cứ ký vào tên bố em nhá. Ăn chân gà, chân qué gì không? Ôi, đàn em ơi. Cái gì đấy nhỉ? Anh cho chai rửa bát về cho anh còi uống cho đỡ khát nước. Ăn bánh không để mua? Thôi, bánh. Gọi anh ăn không? Được, cho bố mày mà. À, ừ. Đây này, mày thả một cái hộp bánh rồi. Rồi, bảo chị tính tiền đi, chị tính tiền cho em vào. Đây rồi, đây này rồi. Đấy rồi. Đấy rồi. Hay lốt thùng này đi, chờ con tính. Đi để chị tính tiền để về. Đấy. Đấy. Ừ, sầu riêng nha. 15 này. 65 này. 75 này. 105 này. 101 này. Thế là 160.000. 160.000 à? Ừ. Tròn nhá. Chưa.
Rồi, okay. À, cái này đủ rồi, được rồi, được. Ừ. Thế, tí nữa chị ghi sổ cho tên bố Ngọc Lambo nhá. Ừ. Em về đây. Ê, xách, xách. Cô nhớ gọi về nhá. Tí nữa chị cứ gọi về cho bố em ấy. Về mày. A few moments later. Coi à. Bố. Ngoan nhờ, được đấy. Cái gì mà ngoan? Nhận mày làm con ai cũng nói bảo hơn mày tí tuổi. Thế sao? Thôi làm em thôi cũng được. Thôi bây giờ làm em đi để giả hai tao hay quân đất. Không có quá đâu. Trời. Hả? Không có đâu. Không có cái gì. Được. Thế thì có một tí. Chúng nó đi đâu hết rồi? Sai mấy thằng nó đi công việc. Đi đâu mà công việc? Chúng nó đâu? Đi đâu? À đi con. Ờ, hàng về, hàng về. Hàng về, hàng về. Không bảo đâu, không bảo đâu. Chết rồi. Anh nhốt lại thôi nhỉ. Chả sửa ra để quên anh bảo quá. Quẹo ghê à. Các con đi đâu đấy? Đâu nhỉ? Sửa lắm. Anh xem nào, các đại mua cái gì? Mua cái gì nhiều này? Hàng VIP thôi. Bánh bì á, sao sầu riêng à? Sầu riêng ạ. Cái này ăn thối lắm. Bánh bì, bánh bì, bì, bì. Tiền đồng mần mua cháy. Tiền đúng chua. Anh xem em mua như thế này. Liên hoan à? Mà mua nắm đồ này. Liên hoan tập huy, tập huy vợ. Chân gà, chân gà, chân gà. Có người yêu. Chân gà bao tiền gà? 10 nghìn đấy ạ. Mười nghìn. Ngon thế nhỉ? Thôi được rồi. Ăn đi. Ngày hôm nay có cái gì vui nhỉ? Khao ấy. Mày là con Khao với cả anh em. À nhập không phải. Đúng rồi, con Khao. Không gì nhỉ? Hả? Vừa. Ăn đi. Hả? Kia đang nghĩ là câu gì nhỉ? Cái gì? À, không mất tiền anh em mình ăn ngon hơn. Ừ. Thôi. Không mất tiền. Của không mất tiền này. Không mất tiền. Không mất tiền. Ăn ngon lắm. Cái chân gà đi anh ơi. Thế ai cho tiền đi mua cái này? Có ăn không? Có. Anh cả thiếu cái tiền bố được à? Ừ, anh mày đầy tiền mà. Ăn đi. À, còn chân chân gà đâu? Anh mày đầy tiền nhưng anh mày rút hết vào bóng rồi. Hết rồi. Chứ đòi nhạc thiếu à? Dạ. Kém. Huy ấy, sao Huy nhạc vậy? Hôm nay bọn này đi mua đồ đại. Đồ không có tiền, ăn ngon hơn kìa. Đồ có tiền kìa. Ăn thoải mái đi. Bố hỏi là ai chi tiền ấy. Anh con à? Không phải cần biết ai chi tiền, bây giờ biết có ăn là được rồi. Được rồi. Mà bố không ăn thì thôi. Tao vừa ngủ dậy, bây giờ có ăn đi. Phê bình nhé, làm sao không? Mà đang đến người đủ người, chúng mày đến đủ người đúng không? Chứ là dưng lại mọc ở đâu ra đúng không? Đấy đang nghe làm gì? Bố đâu? Ý là chúng mày đi mua đồ không cho tao ăn gì, hôm nay giả. Này. Thôi hả? Ăn có cái chân gà mà cũng nói thế chị. Ăn thôi chúng mày. Xuống kìa. Xuống. Không có tiền. Ừ. Một đống đồ luôn. Thế là vừa nãy là thế là khảo. Đi riêng luôn đấy, một mình một khổ luôn. Vít người à? Có bảo con bố Ngọc không? Sổ đen này. Thì có phải là thương hại không? Đó. Nhầm nhìn sẵn rồi. Được. Thông báo. Tôi yên tâm. Tôi bảo giá hết rồi. Cái gì? Tại em nhất cho mấy cái nữa đấy. Thôi là chiều anh thích ăn cả vịt quay rồi. Ôi chiều chiều nó quay đấy. Chiều lại thế nhá. Tí. Chiều. Cái gì ấy? Gặp thì không còn về. Hả? Nó... Anh cứ ăn gì không nhìn cái gì, suy nghĩ gì? Nghe bọn này nó... mưu đồ âm mưu gì không tài? Mưu gì? Bọn con đang bàn kế hoạch dự án mới. Mày cho thuốc sổ ở đây à? Xấu nào? Chúng mày lừa tao gì? Bố vừa thấy nó đóng gói như này làm sao cho được? Đúng rồi, hay chuẩn. Chúng tỏ là bố ngu. Ai ốp đi mà.
Nói chung là mày ăn cái gì tao ăn cái đấy là đéo giờ dính. Đấy. Thế mình nhớ cái khọt rồi này. Nó mình cũng có giải không nhỉ? Ngon. Mày đập của các con nó mua đồ ăn vặt về cho mình ăn đấy. Ai bảo thế? Ai mua em bố? Đây mà con mua về bọn ăn ké thôi. Thế bố lao xuống bố ăn ké. Ai ngủ, mua? Thì tao ngủ dậy đúng lúc. Thế thế không cho tao ăn gì? Không ăn cũng đã ăn rồi đâu. Em thấy nhà kia đang khai thác con nước. Đang quay rồi. À, không. Đấy. Dạ, quay lại lại. Đáng ăn, có người gọi. Báo. Alo. Vâng. À, chị Phúc Hương à? Vâng, em đây. Cái gì cơ? Cái gì? Muốn đăng đồn con nghe em á? Ông mua chịu á? Cái gì ạ? À? Hết 300 á? Ôi! Vâng. Vâng. Ai bảo cho chúng mày đi mua chịu, chúng mày ký sổ tao à? Đâu? Ờ, đâu? Anh đưa tiền cho mày đâu? Em đưa tiền cho họ rồi mà. Ờ, đúng rồi. Tiến đổ rồi. Mày làm rơi à? Chúng mày đừng có điêu nhá. Hả? Mày bảo mày đãi mày... Tiền đâu? Tiền đâu mà đãi? Tao tập hóa người ta gọi tao giả tiền là nào? Bố bảo không? Tao không giả. Tao bảo chúng mày đi mua. Thế có ai bảo bố ăn à? Tao mua ăn à? Bố ai không một mình? Chẳng nhẽ bọn con ăn một mình? Bố con ăn thì trong giả ăn gần hết rồi. Bố có làm bảo là nuôi các con ăn no. Thế các con đang đói các con phải đi mua đi nhà. Đây, đi rồi. Được. Chúng mày tự ý đi mua chịu thế, chúng mày không bảo tao à? Tao đã cho chúng mày mua đồ ăn mặt đâu. Tao thì tao đéo cho chúng mày. Thế cái nhá. Thì lúc trước. Thì lúc trước bố bỏ, bây giờ chúng mày là con của bố rồi, làm gì cũng cứ tự nhiên như ở nhà, cứ tự nhiên như đấy đây bố con chuột đây. Đây con đã đây mua. Đây mua mình cứ tự nhiên như ở nhà anh nhỉ. Đang ngồi mấy cái việc nhặt vặt. Thế bây giờ chúng mày đi mua cái gì hết 5-10 triệu tao cũng phải trả. Mày ở chưa đi hát đấy. Lúc ấy cái đấy là khác phép. Và đấy là cái vấn đề này tôi nói. Cái việc ở nhận cho xin phép là gì? Cái con này cần bao nhiêu xin mày tiếc. Ăn 5.000 mua tôi ăn mặt 300.000 này. Thế có làm bố được không? Hay thôi. Nghỉ nhá. Nghỉ nhá. Hết làm bố nhá. Hết làm bố nhá. Hết làm bố nhá. Nhưng mà sao mày không chi đi? Hấp vào mồm rồi còn đâu. Mày cũng kiếm ra tiền mà mày là con cả mà mày kiệt thế hả? Đang vì có xu nào? Đây là vì có xu nào? Cảm thấy là một con này mày đầu tiên phụ chúng nó đi mua chiếc cái sổ tao gì. Tao giả lợi cho chúng mày bao lần rồi. Hả? Mua gì đấy là cả ngày xưa đi hát đi hết 8-10 triệu tao giả hay hết rồi đâu. Lúc ấy chuyện khác thì bây giờ chuyện của bố con rồi. Bố con ngày xưa đây nhỉ. Ngày xưa bây giờ mày có cưới đây nhỉ. Câu chuyện của em đây đi. Đùa. Bây giờ bố con như vậy ăn mở mồm đấy. À thế. Đấy chứ cho ai. Đây còn đang thèm bị quay kìa. Này đồ nhiệt nhiên nhá. Tối. Quay kìa thấy rất được bỏ loài nhá. Mở ơi, đang được ăn rồi. Mày đi, mày muốn ăn gì mày bỏ tiền đi mà mua, đừng có vác ký sổ với tên tao ra. Cậu láo gì. Cậu bố con trên nhau 200. Tao cho đúng lần này thôi đấy. Vâng, bố con 700. Bố đưa 500. Ôi, còn 5 lít tí ra đá này có gì. Mẹ ăn vào mồm rồi phải chịu. Này, thằng nào vừa đi mua. Ê, con. Ba bảo bao nhiêu nhỉ? 300. Bao nhiêu? 5 lít bố ạ. Ừ. 5 lít mất công. Cái gì 5 lít? Tao đập vào mặt cho ấy. Thằng Huy đi giả tiền. Không, cô đây mà 5 lít. Thôi được rồi. Dạ, con trả. Đã thấy tao cất thế này. Ăn thì phải có lúc, có giờ. Thì thôi, đã thế thì... Đi quay đi. Này, mẹ, điên này. Tao không đùa đâu.